Gian sao Việt phản ứng ra sao khi Trúc Nhân nói chuyện đám cưới. Trung Nhân không phải gương mặt xa lạ của showbiz Việt, không chỉ có tài năng ca hát đặc biệt, anh chàng còn được biết đến là người siêu nhây, siêu lầy. Với tính cách vui vẻ, hài hước, vì vậy mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, sự kiện hay là mạng xã hội, Trung Nhân đều khiến netizen không khỏi bật cười. Mới đây nhất, giọng ca sáng mắt trưa tiếp tục gây xôn xao cõi mạng khi bất ngờ nhắc đến chuyện cưới xin. Theo đó, Trúc Nhân đã chia sẻ hình ảnh, chuẩn bị cho lễ cưới của người thân tuy nhiên lại là một vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Anh chàng để lại dòng trạng thái than thân trách phận. Trúc Tài cưới trước, Trúc Nguyên mới cưới, còn 3 chấm thôi. Qua những chia sẻ này của Trúc Nhân thì có thấy là dường như anh chàng đang muốn nhắc đến chuyện những người anh chị em trong gia đình lần lượt lên xe hòa. Tuy nhiên thì sao Nam vẫn lẻ bóng một mình. Chứng kiến màn than thờ của Trúc Nhân thì nhiều bạn bè, đồng nghiệp và netizen đã để lại bình luận động viên cũng như là chọc ghẹo anh chàng cụ thể thì ca sĩ đàm vĩnh hưng bình luận sẽ có người cười bé mà đừng buồn trong khi đó diễn viên tuyến luật thẳng thắn bày tỏ trúc nhân thì họ vậy còn ca sĩ Oren com rằng trúc nhân thì là đám cười ca sĩ tia hài hước nhắn nhủ chúc sinh chúc mọc đầu đình anh ạ à. Trước màn phản ứng có 102 của nhiều sao Việt, Trúc Nhân đã hồi đáp rằng Trúc sinh, Trúc mọc đầu đình, Trúc nào ế mãi gọi là Trúc Nhân. Dường như thì bản thân Trúc Nhân cũng không thể giải thích được sự ế của riêng mình. Tuy nhiên thì nhiều dân mạng cũng động viên anh chàng rằng là hãy cố vui vẻ, lạc quan và rồi một ngày tình yêu cũng tìm đến với nam ca sĩ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nhận để ai biết sự đối bên nha.